Ba bài tập giúp mình đánh bay cơn đau lưng ngay sau 5 phút ạ. À. Mình hãy nằm xuống thảm và bắt đầu cùng em Dung trong bài tập đầu tiên nha. Hướng đầu gối của mình lên sàn nhà. Gót chân của mình cách mông khoảng nửa găng tay đến một gang tay. Mình có thể đo bằng cách là mình cho hai tay của mình xuôi theo thân và đầu ngón tay giữa của mình sẽ chạm nhẹ vào gót chân ạ. À. Hít vào một hơi, mình bơm căng khí lên. Sau đó, mình thở ra thật hết, rút sâu bụng lại, nhấn ngót chân. Mình nâng nhẹ mông lên giúp em. Mông chỉ cách thảm khoảng 3-5cm. Và mình sẽ để cho toàn bộ thắt lưng của mình áp được sát xuống thảm nha. Khi hít vào thì mình bơm căng khí, thở hết rút sâu bụng, cuộn xương cụt lại, nâng nhẹ cái hông của mình lên chút thôi. Mình hãy quan sát kỹ khi em tập, sau đó thì mình sẽ tự tập của mình theo mức ở bên ngoài cho thoải mái nha. Chúng ta sẽ tự tập như vậy trong tầm 20 nhịp. Hít vào này. Bơm căng khí vào bụng. Sau đó mình thở hết, rút bụng lại, nhấn gót chân nâng nhẹ cái mông của mình để áp toàn bộ thắt lưng xuống thảm ạ. À. Rồi, hít vào, hạ mông, thở hết rút bụng nhấn nhẹ nâng mông. Hít hạ hồng, thở hết rút bụng nhấn nhẹ, nâng mông lên rồi. Hít hạ, hãy cuộn toàn bộ thắt lưng của mình được nhấn xuống thảm và mình cứ làm như vậy nha. Bây giờ sang động tác thứ hai ạ. À. Hai đầu gối và hai tay của mình sẽ hướng vuông góc mình sẽ luân phiên từng bên chân chân trái thì tay phải và chân phải thì tay trái. Hít vào đưa về chính diện, thở mình duỗi tay phải chân trái, hít co về chính diện, thở duỗi tay trái chân phải. Nếu như trong trạng thái mình nằm như thế này mà lưng của mình khi co về không được áp lưng xuống thảm thì mình có thể lót dưới thắt lưng của mình một cái khăn mỏng ạ. À. Và mình cũng làm mỗi bên như vậy từ 10 cho đến 20 nhịp. Hãy hít thở nhịp nhàng, hít vào co về và thở ra thì luân phiên tay chân chéo nhau mình duỗi nhé. Và đây là bài tập thứ ba. Chân trái của mình sẽ đan dưới chân phải, Hai tay mình duỗi sang ngang. Mình hạ hai gối sang bên phải và mắt mình nhìn sang phía tay trái. Giữ như vậy tầm 30 giây đến 1 phút mỗi bên. Và mình sẽ làm cân đối đều cả hai bên ạ. Hãy cố gắng làm sao mình hạ được đầu gối chạm hạp. Hít thở đều và thả lỏng toàn bộ cơ thể. Bây giờ mình đổi chân chân phải của mình đang dưới chân trái và tương tự như vậy mình hạ gối sang bên trái giúp em mắt mình sẽ nhìn về hướng bên tay phải hãy thả lỏng hoàn toàn cơ thể của mình hít thở nhịp nhàng thư giãn trong tầm 30 giây đến một phút mỗi bên nhé và nếu như đan chân thì khó hạ gối được xuống thảm thì mình có thể là cho hai gối chạm vào với nhau thôi và cũng tương tự mình hạ gối sang bên trái thì mình sẽ quay mắt nhìn sang phải mà hạ gối sang phải thì mình sẽ quay mắt nhìn sang trái để vạn xoắn toàn bộ cơ thể của mình hãy thư giãn và chạy dài chúc mọi người đạt được hiệu quả